dù môi đang cách nhau một chút, nhưng mà vì anh chưa muốn. Hello mọi người, mình là Charles và chào mừng mọi người đã trở lại với thử thách One Hour Song Remix Challenge của mình. Và như mọi người đã biết thì mình sẽ nói ngắn gọn là đây là một thử thách mà mình chỉ có 1 tiếng đồng hồ để làm một cái beat, remix lại một bài hát và biến nó thành một phiên bản khác hoàn toàn luôn. Và ngày hôm nay, bài hát mà mình sẽ remix, đây là một bài hát mình rất là thích và một cái release mới ra của một người em của mình, một em artist rất là trẻ. Mình rất là thán phục cái tài năng của bạn này, một cậu bạn rất là unique. Xin mời mọi người cùng đến với Thích Em Hơi Nhiều của Grand Evans. Yeah. Ok, và cuộc đấu bắt đầu. Mình chỉ có một tiếng mà thôi. Ok. Chỉ cần ngồi với em chút thôi, được không? Ok. Được không? Nào chút thôi. Ok. Chỉ cần ngồi với em chút thôi. Ok, bây giờ mình có thể đi. Không, mình sẽ làm theo cái hướng nó hơi hoạt hình một chút. Ok. A few moments later. Ok, bây giờ mình sẽ thêm những cái layer phụ. Ok. Ok, mình có 2 phút nữa mình có thể làm thêm một chút xíu, nhưng mà cơ bản là mình xong rồi nha. Bây giờ nếu mình ráng thì có khi mình bị lố thời gian, nên là mình phải gọi là chạy đua rồi, đúng nghĩa là chạy đua luôn. Bây giờ mình phải thêm một cái tiếng hiệu ứng. Giờ bỏ vô cái là Ok. Rồi, mình done. I think I'm done. Wow. Chỉ cần ngồi với em, chẳng đợi bên em.
Gọi chuyện xa hơn thôi để tính sao. Bận nhau thôi không đúng đâu. Dân chơi thì chơi là phải chung. Còn anh chỉ muốn chăm thôi không cần quá liều. Ừ anh chưa muốn đâm đầu về đâu. Anh chưa thiết tha nghĩ tới chuyện sau này. Dù ba mẹ chờ mong em biết không, họ muốn có cháu bồng. Chỉ cần ngồi với em chút thôi được không. Nhìn vào đôi mắt em thấy sao một thế giới màu hồng. Dù môi đang cách nhau một chút, nhưng mà vì anh chưa muốn feel, muốn feel sự thích em hơi nhiều. Hello baby anh đang đâu thế? Anh ngồi sofa thường duy tên anh kệ bút cú ok. Về mấy đồng bọn nó rủ dây qua nhà thằng Minh Khai không thật cơ mà có hẹn về em. Anh bảo tối nay tao đi sinh nhật thế nhở. Nói thật anh đang bối rối khi nghĩ về ai. Yeah, công việc giang dở chắc anh phải chia ông yêu lắm hai. Thích em hơi nhiều nên em phải nghĩ sao nói vận tay. Tại vì most of the time em ở trong tâm trí anh nghe thật. Chỉ cần ngồi với em chút thôi được không. Nhìn vào đôi mắt em thấy sao một thế giới màu hồng. Dù môi đang cách nhau một chút, nhưng mà vì anh chưa muốn feel dù thích em hơi nhiều. Baby anh muốn thấy em trong tương lai gần. Baby anh muốn thấy em trong tương lai gần. Ok, vậy là mọi người vừa xem phiên bản One Hour Song Remix làm trong vòng 1 tiếng đồng hồ của Charles với ca khúc Thích Em Hơi Nhiều với sự xuất hiện đặc biệt của chính tác giả bài hát này Ren Evans. Và hy vọng là mọi người sẽ thích phiên bản này, cũng như là đừng quên đón xem và ủng hộ thật nhiều cho phiên bản gốc của Ren. Và một lần nữa, hy vọng là nếu mọi người thích video này hãy nhấn like, share và đăng ký kênh của Charles để tiếp tục cập nhật và theo dõi những tập tiếp theo của One Hour Song Remix Challenge. Và mình là Charles, xin chào và hẹn gặp lại. Nhưng mà chưa anh chưa okay. Muốn feel sự thích em hơi nhiều. Hello baby anh đang đâu thế? Anh ngồi sofa thường duy tên anh kệ bút cú ok. Về mấy đồng bọn nó rủ dây qua nhà thằng Minh Khai không thật cơ mà có hẹn về em anh...